người, chào mọi người đã quay lại với kênh của Trúc. Và ngày hôm nay thì Trúc sẽ thực hiện thử thách của các bạn đã đoán trúng mini game lần trước, đó là ăn mì cay xanh vàng. Đây là cái loại mì cay mà Trúc đã nấu nè. Không biết là có đúng ý bạn chưa, nhưng mà Trúc nghĩ là đây cái loại thì chắc là nó cũng cay lắm rồi đó. Món ăn hôm nay thì chỉ đơn giản thôi, mì cay. Và Trúc có chuẩn bị ở đây một dĩa mực mini. Con mực đó mọi người, mà nó có chút xíu 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 à. Nó bằng ngón tay cái của mình nè. Nhỏ xíu à. À, Trúc sẽ ăn kèm với lại mì cay này ha. Và ở đây thì có một ít kim chi. Và thêm một yếu tố nữa để Trúc có thể chiến thắng cái thử thách này, đó chính là Trúc phải có nước. Và giải khát ngày hôm nay đó là sữa trái cây. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thôi. Rất là lo luôn á, bởi vì Trúc thấy là Trúc ăn mì cay á rất dở, không bao giờ mà ăn được hết một cái gói mì cay cả, nên là lần này Trúc cũng cảm thấy hơi thiếu tự tin. Nhưng mà mong rằng là mình có thể vượt qua thử thách của bạn Tú Uyên để mà có thể thực hiện một cái mini game tiếp theo nữa. À, cái sữa này nó chua chua nhỉ. Bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Trời, mỗi lần mà mình ăn được cái món gì nó ngon ngon á là y như là hàng xóm mình làm như cũng hân hoan vui theo hay sao á, là mở karaoke lên hát mọi người. Mà hàng xóm đâu có biết đó là cái nỗi khổ của mình đâu. Hàng xóm thì hát vô tư, còn mình thì quay tạp âm. Ở đây mì cay á thì Trúc nấu với lại nấm bạch tuyết nè và cải thảo. Chỉ vậy thôi. Bây giờ mời mọi người nha. Hy vọng là ăn được hết cái thau mì này. Nó cay ghê luôn á. Cái lúc mà Trúc mua hai gói lận, Trúc định là nấu hai gói cho nó nhiều nhiều ăn cho nó ngon. Nhưng mà không ngờ là nấu có một gói như thế này mà nó ra quá trời. Tầm đó mọi người là rất cay nha. Phải hấp một miếng nước. Cái này mà ăn trong cái lúc mà trời lạnh á là đã cháy lắm. Nhưng mà hiện giờ Trúc không có lạnh nha, hiện giờ Trúc đang nóng lắm nha. Mình sẽ bỏ một ít mực vào đây. Trời, mình không tin là có cái con mực nó bé xíu 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 gì luôn. Mọi người nhìn nè, dễ thương ghê chưa. Mình kêu đây là mực baby, bởi vì nó có tí nị à. Cay nhức nhối quá vậy. Chú không biết ngày hôm nay là Trúc sẽ ra mini game gì. Bây giờ Trúc có hứa mỗi lần mà Trúc thực hiện cái thử thách của mini game lần này á, thì Trúc sẽ ra một cái mini game từ lần sau. Nhưng mà thật sự là hôm nay không biết ra mini game gì. Để coi ăn hết cái thau mì này coi có nảy ra được cái mini game nào không. Không dám vào đố. Đó mọi người, là trong cái dĩa nó có bao nhiêu con mực. Trời ơi, nó nhiều lắm luôn á, nó có chút nị à. Cái này chắc cả nửa ký hơn á, hay cả ký không chừng á. Nhiều lắm mọi người. Bỏ rau bỏ cải rồi vô ăn rồi để cho nó bớt cay á, mà không bớt nổi. Mì cay xăm giang á thì nó có nhiều loại lắm mọi người. Là cái loại mà để trộn khô nè, loại nước. Mình không biết các bạn mà yêu cầu Trúc làm thử thách á, không biết các bạn yêu cầu loại nào. Nhưng mà hôm nay Trúc thèm ăn mì nước nên Trúc nấu nước. Cái cải thảo này nè. Cái này mà để ăn mì cay á là rất hợp. Kim chi người ta cũng làm từ cái loại cải này. Rồi mọi người biết rồi đó. Kim chi mà ăn với lại mì cay là số giấc. Mọi người có tưởng tượng được là nó vừa cay mà nó vừa nóng không? Bây giờ mà nó nóng là nó tăng độ cay nữa đó. Có lần Trúc ăn mì cay thì Trúc xin cái mỏ luôn á. Trúc ăn cay cũng được lắm á, nhưng mà sao mấy cái loại mì cay này Trúc sợ quá. Cao quá má ơi. Nãy Trúc định mua nấm đùi gà. Nấm đùi gà mà nấm đùi gà mini á, nhỏ nhỏ.
khổ quá. Hôm nay là thứ hai mọi người, hôm nay là thứ hai mà hát karaoke sùm trời đất hết trơn luôn. Hôm qua thì thứ bảy chủ nhật thì có thể hát mà thông cảm, bởi vì ngày cuối tuần cho giải trí cuối tuần rồi, còn hôm nay là thứ hai rồi mà cũng không tha nữa. Mọi khi đó là có cái nhà hàng xóm hát thôi, hôm nay hai nhà là nhà hàng xóm với lại cái chỗ mà mấy người mà người ta đang xây nhà đó, người ta dựng một cái nhà tạm người ta ở đó, công nhân rồi ở đó để sáng có thể xây nhà tiếp đó. Đó, thế là tối nào cũng nhậu và tối nào cũng hát. Không ổn rồi nha. Cảm giác cái môi mình nó hơi mọng mọng rồi đó. Sao nhìn lên màn hình thấy mặt chút đỏ vậy? Mọi người có thấy mặt chút đỏ lên không? Có phải là do ăn cay không? Mấy bạn ơi, hãy yêu thương mình. Hãy thử thách mình, ăn hải sản đi. Hãy thử thách mình ăn cái gì khác đi. Cố lên, cố lên, cố lên, mình sẽ chiến thắng, mình sẽ ăn được thôi. Thử thách này có là gì đâu, hai chút ha. À, trong đây chú có một cái đây là nhắn nhủ đến các bạn. Đó là khi các bạn đã đưa ra thử thách cho chú thì các bạn phải cho chú thời gian. Thời gian là bởi vì chú còn phải công việc của chú, rồi chú có thời gian rảnh hoặc là cái ngày nào phù hợp, thích hợp thì chú mới tìm được cái món đó ăn, hoặc là chú có cái hứng ăn cái món đó thì chú mới thực hiện thử thách cho các bạn được. Chứ các bạn đừng có inbox hay là các bạn đừng có nhắn tin suốt ngày cho chú hỏi là tại sao chị ơi, sao chị không thực hiện thử thách của em đi, tại sao giờ này chị chưa làm nữa. Chú còn có việc riêng của chú nữa nha các bạn, nên là các bạn thông cảm cho chú. Và chú đã nói là chú làm thì chú sẽ cố gắng chú làm, chú thực hiện thử thách cho các bạn, bởi vì đây là trò chơi và khi mình đưa ra luật chơi thì kiểu gì thì mình cũng phải thực hiện đúng cái luật đó. Chú đã hứa với bạn là tuần sau chú làm, thì trong khoảng tuần sau chú sẽ làm, mới có thứ hai các bạn hối chú sao chú có được nha, nên là phải chờ giữa tuần hoặc là cuối tuần. Miễn sao nó trong tuần đó thôi nha, giúp giùm mình. À, không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. À, chúc tự đánh giá là chúc đã ăn được 60% và không biết là bạn Tú Quyên có chấp nhận cái kết quả này hay không nhé. À, nếu bạn có hay không chấp nhận hãy comment bên dưới cho mình biết. À, và mini game tiếp theo mà chúc muốn thử thách mọi người chắc là mình sẽ cho đoán giá tiền nữa. Mọi người có nhìn thấy là chúc đổ mồ hôi hết rồi. À, mọi người hãy đoán xem là cái bữa ăn của chúc ngày hôm nay trị giá bao nhiêu nha. Vừa có con mực nè, vừa có mì, mì này là khoảng 29.000 30.000 một gói á. À, và mình có mua thêm cải thảo, mua thêm một hộp nấm bạch tuyết. Và mình có một chai sữa nữa. Vậy thì mọi người hãy đoán xem là tổng cái bữa ăn ngày hôm nay của Trúc là trị giá bao nhiêu nha. Cũng như các lần trước là Trúc sẽ nhận cái kết quả nào sớm nhất và chính xác nhất, Trúc sẽ ghim cái bình luận đó lại. Và bạn đó được quyền đưa ra cho Trúc một thử thách. Và nhớ là cái thử thách nào mà nó dễ dễ thôi nha. À, bây giờ thì Trúc xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai 7:30. Thì sau ba cái game vừa rồi, cái game thứ tư Trúc sẽ đổi câu hỏi cho mọi người. Trúc sẽ hỏi một cái câu hỏi khác, không liên quan đến giá tiền nữa. Giá tiền mình chỉ làm 3 lần thôi, mình sẽ đổi câu hỏi nha. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin chào mọi người nha. Mọi người nghe Trúc đổi giọng rồi chưa? Bắt đầu nghẹt mũi rồi đó. Bây giờ biết là dừng sớm không ăn nữa, chứ ăn tiếp là một lát là tắt tiếng rồi chảy mũi ròng ròng luôn á. Bye bye mọi người nha.